Vietnam. One of the most biodiverse countries on the planet is home to a staggering number of plants and animals. There are 25 species of primates in Vietnam, most of which live in remote forests far from sight. But just minutes outside of Da Nang, Vietnam's third largest city, lives the queen of the primates, the red Shang Duc langur. As the sun rises over Sun Cha Nature Reserve, one of the world's most beautiful primates starts their day. Named after its bright red legs, the endangered red Shang Duc is found only in Vietnam, Laos, and Cambodia. Families typically consist of a single adult male, multiple females, and their offspring. They will join other families throughout the day to form large groups to socialize with and forage for food. As leaf-eating monkeys, Duc langurs spend a significant portion of their day eating leaves, flowers, and fruit. Everything they need to survive is in the top of the canopy, and rarely will they descend to the forest floor. Living at such heights can be dangerous. A fall can lead to injury or even death. Babies cling tight to their mother as they swing from branch to branch. As they grow older, young Ducs must learn the skills necessary to traverse the forest canopy. And there is no better time than when playing with our brothers and sisters. With playtime over, everyone heads back to the comfort and safety of their family. As midday is approaching, the family finds a cool, protected place in the canopy to escape the sweltering heat. It is here where they will rest and sleep through the hottest time of the day. While it can rain any time on Sun Tra, from September to December, the monsoon arrives, bringing torrential rainfall that is critical for the lush tropical vegetation that these primates rely on to survive. As the sky is clear, they continue to move through the canopy. Using their long tails for balance, Ducs are able to leap up to 20 feet at a time from tree to tree. Moving quickly, they cross a vast expanse of forest in no time. While occasionally stopping to eat, they are now on the search for a familiar tree to call home for the night. The sun begins to set on Sun Cha Nature Reserve, bringing an end to the day for the red Shang Duc langur. Trung tâm người Riêng Việt thì thực hiện rất là nhiều cái chương trình về nghiên cứu, về truyền thông và giáo dục để nhằm bảo tồn của loài vọc trời vá chân nâu. Mối nguy hại lớn nhất đối với loài vọc trời vá chân nâu ở Sơn Trà đó là cái sự
suy giảm cái vùng sống do cái việc là chính quyền là càng ngày là càng nhượng bớt cái đất rừng tự nhiên của Vọt lại cho các cái dự án phát triển kinh tế. Cái mối nguy hại thứ hai đó là cái nguy cơ truyền bệnh giữa du khách và Vọt, cũng như là từ các loài động vật nhà như là khỉ nuôi ở nhà, hay là chó, hoặc là truyền bệnh từ người qua động vật. Cái mối nguy hại thứ ba đối với Vọt Bãi Chân Nâu đó là cái vấn đề nạn săn bắt và bãi săn bắn và bãi bắt gia tăng ở trên Sơn Trà trong những năm gần đây. Hiện nay là Green Việt đang nỗ lực là phối hợp với các cái trường đại học quốc tế cũng như là đại học trong nước để thực hiện các cái chương trình nghiên cứu tìm hiểu về tập tính về đời sống của loài vọc trời vá chân nâu. Ngoài ra thì chúng tôi còn các cái chương trình về giáo dục truyền thông và để mà đỡ đôi cho cộng đồng. Trong đó là chút xíu nữa chúng ta sẽ xem chương trình I Love Sơn Trà. With the increased devotion of the Vietnamese to save Vietnam's natural wonders, the Red Chang Duc and all of Vietnam's biodiversity have a fighting chance of survival in these trying times.